Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu vòng 27 giải Ngoại hạng Anh, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 2 và lúc 19:30 ngày 26 tháng 2, Tottenham có chuyến làm khách trên sân của Leeds United. Sau thất bại tồi hổ trước Burnley, gặp Leeds United là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Conte giành trọn 3 điểm. Leeds United là đội bóng chơi theo thiên hướng tấn công và thường thua đậm trước những đội bóng lớn. Thất bại 0-6 trước Liverpool ở trận đấu bù hồi giữa tuần ít nhiều khiến đội bóng này tổn thương. Do đó, nếu Tottenham biết tận dụng cơ hội, họ sẽ giành chiến thắng. Ở khung 22 giờ ngày 26 tháng 2 sẽ diễn ra đồng loạt 4 trận đấu. Đáng chú ý nhất là màn so tài của Manchester United với Watford trên sân vận động Old Trafford. Hiện tại, Watford đang đứng ở nhóm đèn đỏ nên trên lý thuyết, đây là trận đấu dễ thở của Manchester United. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Rangnick cũng phải đề cao cảnh giác khi họ vừa bị vắt sức thi đấu với Atletico Madrid ở cúp C1 châu Âu. Chưa kể, Watford đang bị dồn vào thế chân tường nên họ có thể làm bất cứ điều gì để giành điểm. Manchester United cũng đã bị Burnley, một đội bóng ở nhóm đèn đỏ cầm hòa nên họ phải rút kinh nghiệm để giành chiến thắng. Qua đó tạm cắt đuôi Arsenal trong cuộc đua vào top 4. Trong ngày 27 tháng 2 sẽ diễn ra hai trận đấu. Vào lúc 0:30, Everton sẽ tiếp đón Manchester City trên sân nhà. Đây rõ ràng là thử thách quá lớn với thầy trò huấn luyện viên Lampard khi mà Manchester City đang muốn chút giận sau trận thua Tottenham. Hiện tại, Manchester City đã bị Liverpool thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm nên họ không được phép giải chân nữa. Bằng không, họ có nguy cơ không bảo vệ thành công được chức vô địch của mình. Với thực lực hiện tại, Manchester City hoàn toàn có thể ca khúc khải hoàn ngay trên sân của đối thủ. Trận đấu diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 27 tháng 2 là màn so tài của West Ham với Wolves. Đây là trận chiến khá cân sức cân tài. West Ham có lợi thế sân nhà, nhưng nếu thi đấu nhạt nhòa như những trận đấu gần đây, họ hoàn toàn có thể bị Wolves gieo sầu. Trận cầu tâm điểm của vòng 27 là màn so tài của Arsenal với Liverpool. Tuy nhiên, trận đấu này diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Hiện tại Arsenal và Liverpool đều đang có phong độ khá tốt, pháo thủ có lợi thế sân nhà, nhưng lưới đỏ cần 3 điểm để đua vô địch với Manchester City. Do đó, đây là trận chiến hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Với dàn cầu thủ đồng đều và sức mạnh đáng sợ trên hàng công, Liverpool được đánh giá cao hơn và khi mà họ thi đấu đúng khả năng của mình, rất khó để Arsenal có điểm ở trận đấu này. Lịch thi đấu cụ thể như sau. Vào lúc 3 giờ ngày 26 tháng 2, Southampton đối đầu với Norwich City. Vào lúc 19:30, Leeds United gặp Tottenham. Vào lúc 22 giờ sẽ ra 4 trận đấu. Đó là cuộc so tài của Brentford với Newcastle United, Brighton với Aston Villa, Crystal Palace với Burnley, Manchester United với Watford. Trong ngày 27 tháng 2 sẽ diễn ra các trận đấu. Vào lúc 0:30, Everton tiếp đón Manchester City trên sân nhà. Vào lúc 21 giờ, West Ham tiếp đón Wolves. Vào ngày 17 tháng 3, vào lúc 3:15, Arsenal tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Trận đấu giữa Chelsea với Leicester City ở vòng đấu này bị hoãn. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh trước vòng đấu thứ 27 như sau. Manchester City dẫn đầu với 63 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 60 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 50 điểm, Manchester United đứng thứ 4 với 46 điểm, Arsenal đứng thứ 5 với 45 điểm, West Ham đứng thứ 6 với 42 điểm, Wolves đứng thứ 7 với 40 điểm, Tottenham đứng thứ 8 với 39 điểm, Brighton đứng thứ 9 với 33 điểm, xếp thứ 10 là Southampton 32 điểm, đứng thứ 11 là Crystal Palace 29 điểm, đứng thứ 12 là Leicester City 27 điểm, xếp thứ 13 là Aston Villa 27 điểm, Brentford đứng thứ 14 với 24 điểm, Leeds United đứng thứ 15 với 23 điểm, Everton đứng thứ 16 với 22 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 22 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Burnley, Watford và Norwich City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.